Xin chào tất cả mọi người. Quyển sách ngày hôm nay Huỳnh Sang muốn cập nhật cho quý vị một nội dung đáng chú ý, đó là quyển sách Nam Phương Hoàng Hậu Cuối Cùng của tác giả Lý Nhân Phan Tứ Lan. Sách do nhà xuất bản Thế Giới và Sài Gòn Books phát hành. Vâng, thưa quý vị, trong sách thì có nhiều chi tiết rất là hay. Hôm nay thì Huỳnh Sang sẽ chuyển đến quý vị một phần nội dung về thời thơ ấu của Hoàng hậu Nam Phương, cũng như là câu chuyện Tam Cung Lục Viện dưới thời nhà Nguyễn như thế nào. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết thời thơ ấu của Hoàng hậu Nam Phương. Hoàng hậu Nam Phương có tên theo pháp tịch Jean Maria Nguyễn Hữu Hào, còn tên Việt Nam là Nguyễn Hữu Thị Lan. Bà sinh ra tại Gò Công, nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, vào ngày 14 tháng 12 năm 1914. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống của thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan cùng người chị gái quả thật rất sung sướng, đầy đủ, được cưng chiều. Họ đã trải qua thời thanh xuân êm đềm và mơ mộng. Và có lẽ đó là giai đoạn hạnh phúc nhất đời của người thiếu nữ sau này trở thành hoàng hậu. Theo những bức hình chụp trong tờ L'Impossible thì cả hai chị em đều cao lớn hơn hẳn những người phụ nữ Việt Nam bình thường. Thay vì ở quê nhà Gò Công, hai chị em đến ở trong căn nhà của gia đình tại Sài Gòn để học. Họ ở đường Nguyễn Du. Mỗi sáng đi nhà thờ thì băng qua đường Lê Văn Duyệt. Tới đường Bùi Thị Xuân, chừng nửa cây số là tới nhà thờ huyện sĩ, nơi mà ông ngoại của Hoàng hậu Nam Phương, đó là ông Lê Phát Đạt, đã quyên góp tiền để xây dựng nên. Kể về Hoàng hậu Nam Phương thuở nhỏ, bà Sabine Tridilot, cháu ruột của Hoàng hậu, nói: lúc nhỏ, dì Maria rất sùng đạo, thông minh, học giỏi và tế nhị. Sau khi đã học hành xong ở trong nước, năm 12 tuổi, Maria Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp theo học tại trường nữ sinh danh tiếng Couvent des Ursules của Paris. Đây là trường do các nữ tu dòng Đức Bà điều hành, đào tạo học sinh hết sức nghiêm ngặt. Để được nhập học, học sinh phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, phải là con nhà giàu có, trang phục phải tuân thủ mẫu đồng phục do nhà trường đưa ra. Đồng thời, gia đình cũng phải thường xuyên đóng góp cho nhà trường. Thứ hai, phải đáp ứng kỷ luật khắt khe của nhà trường. Thứ ba, học sinh phải học giáo lý hàng tuần do nhà trường giảng dạy và tham dự các lễ nghi công giáo, dù không có đạo cũng bắt buộc phải tham dự. Trong quá trình học tập ở đây, cô Thị Lan nhận được sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ về tài chính từ người cậu, đó là Denis Lê Phát An. Nguyên nhân là do ông cậu này không có con cái nên dồn tất cả tiền bạc cho các cháu ăn học. Khi Thị Lan mới nhập học ở Pháp, có một người thầy bói người Tàu đến coi tướng và nói với ông An rằng tuy Thị Lan là người phúc hậu, cổ có 3 ngấn, thuộc hàng quý tướng, ngày sau sẽ có cơ hội bước lên địa vị tôn quý nhất, nhưng cuộc đời lại không có mấy niềm vui. Dù vậy, ông An vẫn cảm thấy thích thú với lời tiên đoán sẽ có một người làm nên danh phận, tạo sự vẻ vang cho dòng họ Lê. Tại Pháp, cứ mỗi lần cuối tuần thứ bảy, chủ nhật, được nghỉ học, Thị Lan được cậu An đánh xe tới trường Couvent des Ursules để đón về nhà ăn cơm với gia đình. Cuộc sống cứ êm đềm diễn ra như thế, cho đến năm Thị Lan 18 tuổi, cô tốt nghiệp tú tài toàn phần, tức là tương đương với tốt nghiệp trung học phổ thông ngày nay, và lên tàu để quay về Việt Nam. Phần đó là nội dung nói về tuổi thơ cũng như là sự trưởng thành của Nam Phương Hoàng hậu cho đến lúc 18 tuổi. Còn bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu Tam Cung Lục Viện dưới thời Nguyễn như thế nào nha. Ở nước ta thời phong kiến, các vua vẫn thường lập hoàng hậu để lo việc hậu cung.
Thậm chí có những vua lập nhiều hoàng hậu cùng lúc, như vua Đinh Tiên Hoàng lập 5 hoàng hậu, vua Lê Đại Hành cũng lập 5 hoàng hậu. Nhưng kể từ khi Gia Long lên làm hoàng đế, lập ra Trường Nguyễn, thì việc phong hoàng hậu bị hạn chế. Trong suốt 13 triều vua nhà Nguyễn, chỉ có duy nhất 2 người được phong làm hoàng hậu khi còn sống, đó là Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan, vợ vua Gia Long, và Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại. Trong khi đó, các vua khác thường phong vợ chính của mình làm hoàng quý phi là cao nhất. Chỉ sau khi qua đời thì một số người mới được phong làm hoàng hậu. Dưới hoàng hậu hoặc hoàng quý phi, các phi tần còn lại của vua trong hậu cung được chia ra làm cửu giai, thứ bậc như sau: nhất giai phi, nhị giai phi, tam giai tần, tứ giai tần, ngũ giai tần, lục giai tiệp dư, thất giai quý nhân, bát giai mỹ nhân, cửu giai tài nhân. Việc sắp xếp trên cũng như các cấp bậc quan lại được chia ra thứ tự, gồm cửu phẩm. Như vậy, bà nào đứng đầu trong cửu giai thì được gọi là hoàng quý phi. Lệ này được duy trì tới 12 đời vua Triều Nguyễn, và tới Bảo Đại là vị vua thứ 13 mới cho lập lại ngôi vị hoàng hậu. Cũng vì số phi tần cung nữ trong hoàng cung quá đông, nên nhà vua đã cho lệnh xây cất tam cung lục viện, cho mỗi bà ở một phòng riêng mới đủ chỗ. Tam cung gồm có cung Diên Thọ, tức là dành cho các bà hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu là vợ của các vua đã băng hà tạ thế và có các viên thái giám ở đó. Cung Trường Sanh dành cho các bà vợ của vua đang tại ngôi, như các bà Lệ Thiên, vợ của vua Tử Đức, và bà Từ Minh, vợ của vua Dục Đức, cũng đã từng ở nơi này. Cung Khôn Thái được thiết lập ở gần điện Càn Thành, chỗ vua ở. Cung này dành riêng cho các bà hoàng quý phi. Trong cung này có một điện tên là Cao Minh Trung Chính. Điện này lập vào năm Gia Long thứ 3. Ở phía đông của điện Cao Minh Trung Chính có một nhà hát để nội cung hát riêng cho vua xem, gọi là Viện Tịnh Quang. Còn lục viện gồm có Viện Thuận Huy nằm ở giữa điện Cần Thánh và điện Cao Minh Trung Chính, Viện Đoan Thuận, Viện Đoan Hòa, Viện Đoan Huy, Viện Đoan Trường, Viện Đoan Trang. Ngoài cung Diên Thọ ra, những cung và viện kể trên là chỗ dành cho các cung phi, mỹ nữ, vợ của những vua đang trị vì và đều nằm ở cả trong Tử Cấm Thành. Nơi này ngoài vua và các thái giám, không người đàn ông nào khác được phép lui tới. Các phi tần cung nữ đều được tuyển chọn trong gia đình của các quan đại thần. Ngoài ra cũng có khi chọn trong hàng con của thường dân, nhưng phải có sắc đẹp đặc biệt và nhất là phải có đức hạnh đoan trang. Lúc mới được tuyển vào cung, các cô gái này được đưa đến ở viện đoan trang để học tập cách ăn mặc, đi đứng và các nghi lễ trong cung. Một khi đã được tiến vào cung, các phi tần cung nữ này không được phép gặp mặt bất cứ ai bên ngoài, kể cả cha mẹ, anh chị em. Cũng có trường hợp đặc biệt được nhà vua cho phép cha mẹ vào trong nội cung để thăm con, nhưng chỉ được nói chuyện với con qua một bức màn sáo che không thấy mặt. Người nào có con được tiến vào cung là coi như mất con. Trong tam cung lục viện có các thị nữ hay là nữ tỳ để hầu hạ các phi tần. Còn nhiệm vụ của các thái giám là trông nom và chăm sóc cho các phi tần. Vì thái giám có nhiệm vụ giám sát cuộc sống của phi tần, nên mỗi lần vua đến ngự dâm với bà nào, thì viên thái giám phải ghi chép ngày giờ, ngày tháng cho đúng, xem bà nào có thai trước, đẻ con trai hay con gái. Thái giám cũng được chia làm hai loại. Một loại là giám sinh, tức trời sinh ra ngay khi lọt lòng, đã phi nam phi nữ, nghĩa là không rõ bộ phận sinh dục nam hay sinh dục nữ. Còn loại thứ hai là giám lặc, là bị thiến mất của quý. Theo cụ Hoàng Trọng Thược thì ngày xưa
tại làng nào có giám sinh ra đời, thì cha mẹ phải đi trình làng để các cơ quan hữu trách trình lên bộ lễ. Bộ sẽ cho nuôi nấng và dạy dỗ đứa trẻ theo nghi lễ trong cung, để khi lớn lên thì đưa vào nội cung làm thái giám. Những đứa trẻ này người ta thường gọi là ông bộ. Theo thông lệ thì làng xã nào sinh sản được ông bộ, lớn lên được tuyển vào cung sẽ được nhà vua ký sắc cho miễn thuế 3 năm. Còn các phi tần cung nữ thì sao? Ở trong cung có hàng chục, có khi hàng trăm cô để hầu hạ chăn gối cho vua. Nhưng sức người có hạn, làm sao vua ban ân sủng hết được? Bởi vậy, có nhiều cô từ khi được tiến vào cung cho tới khi vua băng hà vẫn chưa một lần được vua lâm hạnh, và kết quả là cô này vẫn còn trinh. Cũng theo cụ Hoàng Trọng Thược, thì mỗi khi vua giá lâm đến Tam Cung Lục Viện để ngự dâm thì thường dùng xe do một con dê đực kéo. Dê dừng ở cửa phòng nào thì vua ngự dâm ở phòng đó. Bởi vậy các phi tần cung nữ thường hay sai thị nữ mua các thứ cỏ non hay lá dâu, lá sầu đâu rồi đem rắc ở trước cửa phòng. Khi vua ngồi trên xe dê giá lâm, dê thấy cỏ non, lá dâu, lá sầu đâu thì dừng lại ăn. Cho nên trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của tác giả Nguyễn Gia Thiều có câu: "Phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào." Vậy vua Gia Long có bao nhiêu vợ và bao nhiêu con? Theo chính sử viết, vua Gia Long có 3 bà vợ được gọi là Đệ Nhất Phi, Đệ Nhị Phi, Đệ Tam Phi. Ngoài 3 bà phi này còn có 6 bà phi nữa, nhưng không thấy tư liệu nào nhắc đến. Bà Quế Phi tức là Đệ Nhất Phi, tên là Tống Thị Lan, tức Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Con ông trưởng dinh Tống Phước Khuôn, người huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, đã vào Nam theo chúa Nguyễn Phúc Chu để chống nhà Tây Sơn. Bà sinh được 2 hoàng tử, Nguyễn Phúc Chiêu mất sớm và Nguyễn Phúc Cảnh tức Hoàng Tử Cảnh. Bà Minh Phi, Đệ Nhất Phi tên là Trần Thị Đan, tức Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, là mẹ của vua Minh Mạn. Bà là con gái của Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt, quê ở Vạn Xá, Thừa Thiên. Bà Minh Phi nguyên là người hầu của mẹ vua Gia Long, rồi cùng ra quản trị ẩn náu ở làng An Dụ, gần cửa Tùng. Đến khi vào Nam, bà được tuyển làm vợ Nguyễn Ánh, tức là Gia Long, khi mới 13 tuổi. Đức Phi, tức là Đệ Tam Phi, tên là Lê Ngọc Bình, con út của vua Lê Hiển Tông. Khi nhà Tây Sơn thất bại, vua Quang Trung tạ thế, để lại công chúa Ngọc Hân ở lại kinh thành với người em gái là Ngọc Bình, tức là vợ vua Quang Toản, tức Cảnh Thịnh, con của Nguyễn Huệ. Theo ngoại sử, lúc đó Gia Long có gạ gẫm và ép duyên bắt Ngọc Hân lấy ông, nhưng Ngọc Hân cự tuyệt. Còn Ngọc Bình thì lúc đầu cũng từ chối, nhưng sau xuôi lòng và chấp nhận lấy Gia Long. Bà Ngọc Bình sinh được 2 người con trai với Gia Long tên là Quảng Oai Công, Nguyễn Phúc Quân và Thường Tín Công, Nguyễn Phúc Cự. Cũng vì sự trớ trêu trên mà dân gian sau này ở Huế có câu: "Số đâu có số lạ lùng, con vua mà lấy 2 chồng làm vua." Đến đây chúng ta cũng nên biết trong 9 đời chúa và 13 đời vua Nguyễn, có vị chào đời ở đất Nam Bộ xưa, có vị ở đất Nam Bộ lâu ngày và tạ thế tại đây. Vị hoàng tử đầu tiên chào đời ở đất Nam Bộ là Nguyễn Phúc Đảm, tức Đởm, là vua Minh Mạng. Ông sinh năm 1791 tại làng Tân Lộc, tỉnh Gia Định. Còn ông vua sống lâu ngày nhất ở Nam Bộ là Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long. Kể từ năm 1775 đến đầu thế kỷ thứ 19 mới trở về Huế, tức là sống 25 năm ở Nam Bộ và xây dịch nhiều tỉnh. Ông còn lặn lội sang Sim để cầu viện và cũng là ông vua xuất ngoại đầu tiên. Định vương Nguyễn Phúc Thuần ở ngôi chúa trong giai đoạn năm 1765 đến năm 1777 là vị chúa thứ 9 đã bị quân Tây Sơn bắt được ở tỉnh Long Xuyên và đem về Sài Gòn hạ sát vào năm 1777.
đến cuối đời Nguyễn, cả vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương đều tạ thế tại nước Pháp. Vì sau khi Ngô Đình Diệm rước ngôi quốc trưởng, cụ hoàng và bà Nam Phương không trở về Việt Nam nữa, nên khi tạ thế phải gửi thân xác nơi xứ người. Vâng thưa quý vị, đó là nội dung mà Huỳnh Sang muốn chuyển đến quý vị về thời thơ ấu của hoàng hậu Nam Phương và câu chuyện Tam Cung Lục Viện dưới thời các vua Triều Nguyễn. Đến đây, Huỳnh Sang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video podcast lần sau.